Chào tất cả anh em đến với kênh VN Gaming. Thì trong video của hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn anh em build một số đội hình khá là đặc sắc trong phiên bản 10.9, phiên bản hiện tại của chúng ta. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em một số đội hình tiêu biểu có thể để anh em cày rank và giữ hàng của mình, cũng như là cày những rank thấp lên rank cao. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ đến với cái đội hình tiên phong kết hợp với thời không, bí ẩn, phù thủy và vệ binh tinh tú. Thì nghe thì dài dòng vậy thôi, nhưng đội hình này chủ lực của nó chính là tiên phong. Ở trên mạng thì có nhiều cách gọi, đây còn được gọi là đội hình candy. Ok, thì đầu tiên tất nhiên sẽ không thể thiếu được bốn tiên phong của chúng ta, đó là Bobby, Jay, Leona và Wukong. Đây là chính là trụ cột của đội hình này, và có thể nói đội hình này là một đội hình trâu bò chống chịu tốt, thiên về chống chịu hơn là sát thương vật lý, sát thương phép thuật. Giai đoạn đầu trận anh em có thể lấy Bobby và Leona, điều này thì quá dễ dàng, và chắc chắn đội hình này đối với Bobby lên 3 sao là một điều rất là dễ dàng. Như mình thấy thì rất nhiều anh em đã lên được 3 sao vào Bobby và Leona, thì anh em cố gắng lên từ đầu trận cho Bobby mạnh. Và kèm theo đó là ở giai đoạn đầu trận sẽ có thêm Chitterfay và Yui. Hai con bài này đầu trận cũng khá là dễ dàng tìm. Đối với Chitterfay thì anh em lên cấp 3 sớm và lên đồ cho nó luôn, còn nếu không thì để ở cấp 2 cũng được. Nói chung là nó sẽ hỗ trợ cho đội hình này sau này, và đầu trận nó cũng dễ dàng kiếm, không quá khó. Sau khi anh em đã có 4 quân bài ở 1 tiền thì tiếp theo chúng ta sẽ lấy những quân bài 2 tiền trở lên, đó là Sona, dây thì 3 tiền, nhưng mà Sona 2 tiền thì lúc sau anh em có thể lấy để nó củng cố lại cái đội hình này. Nó vào nó bút máu cho anh em. Và tiếp theo là dây và Wukong, thì đây có nghĩa là đây là hai quân bài gây sát thương chủ yếu cho đội hình này, cho nên cũng rất là quan trọng. Về cuối game thì đối với anh em nào cứ chơi trung bình tầm cấp 8 thì chúng ta cứ chọn Soroka sau này thì sẽ cùng với Sona để mà bóp máu cho cái đội hình châu bò này, cũng là hỗ trợ cho dây và Wukong tạo ra sát thương cho cái đội hình này. Thì như bên đây thì anh em cũng có thể thấy được là tiên phong, đội hình tiên phong thì mức độ chống chịu nó rất là tốt, kèm theo đó là còn có cả thời không, bí ẩn, phù thủy và vệ binh tinh tú. Đây là một sự kết hợp rất là hoàn hảo của cái đội hình này, và anh em nào mà chưa thử thì cứ thử. Còn cách lên đồ thì tất nhiên là sẽ dùng cho Bobby cái sức chống chịu và để mà đứng chống chịu cho cả đội hình này, Bobby và Leona, nhưng mà mình vẫn ưu tiên cho Bobby hơn vì sức chống chịu của Bobby nó có cái skill dép gây ra chống chịu mạnh hơn. Còn đam thì anh em có thể lên cho dây hoặc là Wukong, nhưng mà mình vẫn thích Wukong chống chịu hơn. Còn ở phía sau thì sao? Đối với Chitterfay và UA thì mình không khuyến khích các bạn lên đồ nhiều, nhưng riêng với Chitterfay nếu mà anh em nào build được cỡ 3 sao á thì chúng ta có thể thêm vào cái quỷ thư cho nó, cho nó có một chút đam. Còn lại thì mình sẽ khuyến khích cho anh em lên thêm cái thuyền trường cũng như là cái chén ăn huệ này để cho mà nó bút máu cho cái đội hình trên này. Thì anh em nào thử thì sẽ thấy được cái độ trâu bò của nó rất là khó chịu cho những đội hình khác, đó là nó cứ đứng sâu vào nó bút máu, trong khi bốn con tiên phong là rất là trâu rồi. Ok, thì anh em cứ thử rồi để lại góp ý cho mình nha. Về bàn cờ thứ hai mà mình muốn giới thiệu đến anh em, đó chính là bàn cờ Hắc Tinh. Có thể đối với những anh em nào đã chơi nhiều trong phiên bản 10.8 thì không còn xa lạ với Sako ung thư trong cái bàn cờ Hắc Tinh này nữa. Nhưng mà ở phiên bản 10.9 thì dường như một số anh em đã không còn lựa chọn Hắc Tinh là một trong những đội hình tiêu biểu nữa. Có thể là Sako đã bị nét, nhưng đối với mình thì mình thấy Hắc Tinh vẫn còn rất là mạnh. Bởi vì thay vì Sako bị nét thì Serat cũng đã được thế vào, và Serat là một quân cờ 5 tiền, có thể nói là rất là mạnh nếu như anh em biết tận dụng sức mạnh của nó. Và có một quân cờ khá là quan trọng trong bàn cờ Hắc Tinh này, đó chính là Jihin. Độ bé của Jihin vẫn chưa bao giờ là hết hot nha anh em. Hiện tại Jihin trên bảng xếp hạng vẫn đứng hàng S so với những tướng khác, cho nên cho dù Sako có bị nét thì Jihin vẫn còn rất là mạnh, đặc biệt là hệ AD đây. Trong giai đoạn đầu trận anh em có thể chọn Yavan và Modern Fighter, thì hai quân bài này sẽ được làm một quân bài tăng ở giai đoạn đầu trận. Sau đó thì anh em sẽ lấy được Ad cũng như là Lắc, bắt đầu đam của mình sẽ được mạnh hơn. Thì khi đã đủ 6 Hắc Tinh, đó là bao gồm Modern Fighter, Yavan, Kama, Lắc và Jihin Sako, thì
Lúc đó chúng ta sẽ bỏ hết toàn bộ Hacking và bằng cơ. Tiếp theo thì anh em sẽ kiếm Ron để kiếm Serac. Và khi có Serac thì chúng ta sẽ thay vào đó là lấy Tavan ra và để Serac vào trong bàn cờ này. Ở giai đoạn cấp 8 thì anh em có thể lấy được Lulu. Đương nhiên Lulu cũng là một trong những quân cờ đã có khá nhiều sự đột biến ở phiên bản 10.8 trong đội hình Hắc Tinh khi mà nó được bổ sung vào với hệ bí ẩn. Và bàn cờ này thay vào đó thì nó có một cái điểm khác một chút, đó là Lắc và Serac. Thì ở phiên bản 10.8 thì không có cái hệ phù thủy, nhưng mà do phiên bản này đã có thêm Serac. Serac là phù thủy cũng như là có cả Hắc Tinh và phù thủy trong này, cho nên nó đã bốc lên chúng ta thêm một hệ, nên sức mạnh nó cũng đã khác. Nhưng đối với bàn cờ này thì anh em phải cố gắng để tiền để mà cái khúc sau mình roll được Serac, bởi vì tỷ lệ ra Serac và Lulu thì nó không có được cao, cho nên bàn cờ này anh em cần phải cân nhắc trước khi chơi. Còn đối với cách lên đồ thì cũng không có gì quá xa lạ. Di Hình, mình vẫn giữ quan điểm đó là Di Hình sẽ lên cuồng cung và vô cực. Còn món đồ thứ ba thì tùy vào anh em muốn lên cái kiểu gì, có thể thay vào đây là kiếm giá tiên thần, hoặc là cái đồ gì đó có thể chống chịu cho Di Hình như là áo choàng thủy ngân. Thì đối với Sako thì có thể Sako trong phiên bản 10.9 thì mình sẽ không bỏ nhiều đam vào cho Sako, mình chỉ để giá tiên thần và huyết kiếm để cho nó càng quét cái đội hình AD ở phía sau của đối thủ mà thôi. Còn Serac thì đây là một quân cờ mới, cho nên nước cờ này mình sẽ lên đồ cho nó là hai cái quần cung và một cái áo giáp thủy ngân để mà nó chống chịu đối với những đội hình mật thám hoặc là những đội hình mà khắc chế nhiều. Bởi vì Serac là một quân cờ có thể nói là gây ra nhiều sát thương chủ yếu trong cái đội hình Hắc Tinh này nha anh em. Và cách sắp xếp thì anh em cân nhắc để Ash và Kame hai đầu phía ngoài để nó cover cho Di Hin và Serac. Giả sử đội hình bên kia là đội hình có Blitzrun đi thì chúng ta cũng không thể bị mất hai cái quân cờ chủ lực này. Ok, còn Lulu thì anh em cũng đã biết rồi, nó thì chủ yếu vào để mà khắc chế biến gà các đối thủ bên kia thôi. Ok, đó là đội hình Hắc Tinh. Và đội hình thứ ba mình muốn đem đến cho anh em đó chính là đội hình thánh nữ thời không. Thì đây cũng là một hình đội hình không có quá xa lạ đối với anh em, với hai quân bài chủ lực là Miss Fortune và Keo. Còn thời không sẽ là những quân tướng đỡ đòn hỗ trợ cho hai quân bài chủ lực này. Thì vậy quân bài cái bàn cờ này nó có đặc điểm nổi bật gì ở trong phiên bản 10.9 lần này thì mình xin được giới thiệu sơ qua. Đầu tiên là đòn đánh của tướng Ma Đạt tăng năng lượng cần để chuyển các kỹ năng mục tiêu thêm 40%. Thứ hai là Miss Fortune, một ngoại binh có thể mua đồ trong cửa hàng để nâng cấp kỹ năng lên. Tất nhiên là không có ai thể nào mà phủ nhận được cái độ bé của Miss Fortune trong những phiên bản vừa qua, và ở phiên bản hiện tại Miss Fortune vẫn còn rất là bé. Cái thứ ba là sát thương đòn đánh và kỹ năng của thánh nữ chí mạng khi mục tiêu dưới 50% máu. Đó là cái đặc điểm nổi bật nhất so với cho cái đội hình này. Về cuối trận mà kêu nó quạt thì thôi anh em khỏi phải bàn. Còn thời không thì sao? Thời không hỗ trợ tất cả đồng minh tăng tốc độ đánh trong mỗi 4 giây. Đó là một lợi thế khi mà kêu quạt. Quạt rất là quạt mà gọi là banh đội hình bên kia anh em ạ. Và tướng kiếm khách thì có tỷ lệ ra thêm 2 đòn đánh nữa. Các đòn đánh cộng thêm này có sát thương như đòn đánh thường và đi kèm tất cả hiệu ứng từ trang bị của chủ sở hữu. Ở đây thì mình có 3 kiếm khách cho nên nó sẽ kích hoạt và sẽ làm gia tăng sức mạnh của đội hình này. Cuối cùng là tất cả đồng minh sẽ được hồi máu dựa trên phần trăm sát thương họ gây ra, tính kỹ năng và đòn đánh thường dựa vào cái vũ trụ nha anh em. Ở đây bóp thêm vũ trụ nữa nên cho nên khá là mạnh, khá là lợi. Ok, còn cách sắp xếp thì sao? Đối với mình thì mình luôn luôn để hai tướng chủ lực ở sát ngoài bìa. Còn ở đây thì Thresh và Sajan mình sẽ để hai bên. Nếu Blitz nó có kéo thì nó sẽ kéo Sajan và Thresh, còn hai tướng chủ lực của chúng ta vẫn ở đây. Đặc biệt anh em phải giữ được hai tướng chủ lực này trong bàn cờ, bất cứ bàn cờ nào cũng vậy. Tướng chủ lực chúng ta không nên để ngoài mép mà để cạnh mép, và để bên cạnh đó là hai cái quân cờ gọi là quân cờ dự bị sẽ bị bắt đi nếu trường hợp bên kia có Blitz nha anh em. Lúc nào mình cũng cân nhắc cái sắp xếp đội hình như thế đó. Còn về đồ thì như thế nào? Đối với Miss Fortune thì anh em cũng không còn xa lạ. Đồ bắt buộc của Miss Fortune luôn luôn là mũ phù thủy và quyền trượng. Còn ở đây thì mình thêm một cái đồ chí mạng nữa để cho nó sức mạnh của Miss Fortune nó mạnh hơn. Còn anh em nào muốn chắc chắn có thể thêm lên cái giáp thiên thần cho Miss Fortune. Còn đối với Keo thì ở đây mình có bỏ giáp thiên thần và bỏ thêm cái đại bác linh thanh để mà tăng cái khả năng đánh, tăng cái phạm vi đánh để mà nó quẹt cho xa hơn. Và cuối cùng là một cái giáp thủy ngân để mà bớt đi khống chế của những quân địch bên kia.
thậm chí là nếu bleed nữa có kéo lộn đi nữa thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến keo. Thì đó chính là hai món, những cái món đồ mà chúng ta cần lên, cần thiết trong mid-fortune và keo. Có thể như anh em có những kiểu lên đồ sáng tạo hơn thì miễn sao nó mạnh là được, nhưng đây là đồ mình thấy cơ bản thấy ổn nhất, ổn nhất trong các loại đồ nếu như anh em nào mà có thể lên được. Còn đối với những tướng thời không thì nếu anh em có giáp hoặc là đồ chống chịu thì có thể để phía trên cho Wukong hoặc là Sen. Thì Sen lá trước thì có thể anh em sẽ dùng cho Sen hoặc là Wukong, thì hai tướng đó thì có thể chống chịu để mà kéo được cái thời gian chịu đựng cho cái đội hình này, để mà cho hai cái đam chủ phía sau họ đánh nó được mượt mà hơn. Ok, như vậy là trên đây là có ba đội hình mình đã giới thiệu đến anh em, khá là phổ biến cũng như là rất là hiệu quả trong phiên bản vừa rồi. Thì video của mình tới đây cũng kết thúc. Ở video tiếp theo thì mình cũng sẽ tiếp tục cùng anh em phân tích thêm một số đội hình nữa mà tiêu biểu cho phiên bản. Thì ở đây là phần 1, ở phần 2 thì mình sẽ có thêm một vài đội hình khác. Thì cảm ơn anh em đã xem video. Thì anh em nào có góp ý hay thắc mắc gì có thể để lại dưới comment hoặc là tham gia vào group, link mình để dưới phần mô tả. Và anh em nào quan tâm đến tốc chiến cũng như đấu trường chân lý mobile và đấu trường chân lý trên PC có thể like và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức cũng như đội hình mới nhất từ các loại game này. Ok, cảm ơn và tạm biệt anh em.